Hello xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình có mua một cái chiếc máy là của Nova. Đây là chiếc máy mà nó có đa chức năng, mình có thể uốn và mình có thể tạo kiểu tóc. Cái máy này thì mình mua trên Shopee với giá là 55.000. Hôm nay mình đã cắm điện được khoảng 1 phút thì mình sẽ đợi cho nó nóng lên. Khá là nóng thì mình sẽ tạo kiểu về cái mái tóc của mình. Thì đầu tiên thì mình sẽ chải cái tóc của mình cho nó thẳng ra một chút. Cái tóc này của mình là đã hơn một tháng rồi mình chưa đi cắt. Nó hơi có một chút xoăn xoăn rồi, tại vì cách đây khoảng 3 tháng thì mình có đi uốn. Rồi chải thẳng nó ra. Tại vì mình cũng không chưa rõ là mình sẽ làm kiểu gì nữa. Nó khá là nóng. Đây, ở đây nó có một cái nút đây. Đây là nó là chữ taco. Khi mình ấn vào cái nút này thì cái khớp của nó sẽ là hình xoăn như này, nó sẽ kiểu như dập xù ấy. Còn khi mà mình ấn vào cái nút ngược lại này thì nó chữ là stretch ở đây, và ấn vào đây thì cái thì khi mà mình mở cái khớp này ra thì nó lại là cái khớp thẳng đấy. Mình có thể tạo kiểu mình muốn thử cái kiểu thẳng trước đi, xem nó có thẳng được cái tóc của mình không. Đầu tiên là mình sẽ cho cái tóc của mình ra như này. Thì nó khá là nóng. À, mình có cả cái cầm ở đây, mình sẽ uốn ra như này. Ui, nóng vãi. Mình sẽ phải cẩn thận một chút thì có thể nó sẽ làm bỏng tóc của mình. À, bỏng mình. Đó. Khá là nóng nha mọi người. Mình đây là lần đầu tiên mình thử dùng cái máy này, mình chưa bao giờ mình dùng cả. Đây mình sẽ cho nó hết cái phần tóc này của mình vào đây, mình sẽ vuốt ra. Nó khá là nóng, nó có hại cho cái tóc của mình không nữa. Từ sau mình là đấy, thì mình thấy nó khá là thẳng rồi đấy, khá là thẳng hơn trước. Nhìn đây nó chỉ có một nút thôi. Light. Đó là vào điện. Tôi ép ở đây này. Thấy khá là nóng. Ô, mình thấy nó thẳng rồi này. Rất là thẳng luôn các bạn ạ. Thử xem nha. Thấy đã thẳng rồi đấy. Mình sẽ làm thẳng hơn tí nữa. Ồ. Đấy, thì mình thấy cái đầu của mình nó khá là thẳng hơn rồi này mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ thử cái kiểu hai là kiểu dập xù xem nào. Kiểu như này, mình sẽ để cái tóc, cái ngọn lọc tóc này của mình vào đây xem nào. Kiểu này thì hình như là mình sẽ phải để một lúc xong mình sẽ mở nó ra, xong mình lại kẹp nó vào như thế này. Kẹp nó vào như thế này. Kẹp nó vào như thế này. Khá là hay. Mình sẽ thử với cả cái lọc tóc bên này của mình. Mình sẽ để cho nó khoảng 5 giây đi. Đó, mình sẽ thả nó ra. Mình sẽ dập tiếp tóc bên này. Mình sẽ kẹp cái này vào đây cho nó có độ đấy. Mình thấy khá là nóng. Bây giờ mình sẽ thử cái kiểu cuộn lại xong rồi xoăn xoăn. Mình dùng cái lược lò xo này của nó để xem nó sẽ như thế nào nha. Mình thử cái này xem nào. Mình sẽ cuộn lại như này. Mình chưa làm kiểu này bao giờ. Lạ quá. Nó sẽ làm cho cái tóc của mình nó bị cụp xuống. Mình sẽ thử đến cái này.
Mình sẽ cuộn nó vào như này. Ôi cái phần trên này của mình rất là nóng luôn mọi người ạ. Không biết là nó sẽ như thế nào nữa. Sẽ làm cho nó đây. Với mình sẽ làm như này. Sẽ cuộn cuộn lại như này. Thử xem nó có ra một cái kiểu khác không. Xong đầu của mình nó vẫn rất là hơi là ngu. Nhưng cái phần tóc này của mình thì nó sẽ bồng lên, khá là bồng lên. Nóng, khá là nóng. Mình sẽ tắt đi. Sau đó mình dùng cái thảm xuống này. Mình sẽ cho từ cái phần này. Cho từ cái phần tóc này của mình uốn thẳng nó. Mình sẽ uốn như này. Rồi. Rồi mình sẽ cho nó vào lên đây. Cho nó vào sâu cái phần tóc này của mình. Cho nó bồng lên ý. Rồi, đấy và cuốn nó lại như này. Xem nó có phồng lên không. Nó khá là phồng lên mọi người ạ. Mình sẽ làm tiếp cái phần giữa này của mình. Cho nó phồng lên một tí. Ơ à, nó phồng lên này. Rất là hay. Sẽ cho nó kéo vào cái phần giữa này của mình. Sẽ làm nó phồng lên. Ow, khá là đau. Sẽ làm phồng một cái phần này lên. Nó cũng như một cái lược làm phồng lên. Đó, mình tìm làm phồng cái tóc của mình lên. Xem nó sẽ... Ok. Coi cái tóc của mình nó hay là buồn cười quá. Thử xem nào. Cũng khá phồng rồi đấy. Mọi người thấy sao về cái kiểu tóc này của mình? Và cái sản phẩm này 5 năm thì mình thấy là khá là hay để chúng ta có thể sử dụng đúng không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.